Hold up. Ê mấy đứa, mấy bữa nay mắt nó trộn hộp sữa của ông chuối. Ông chuối vẻ buồn lắm á. Hộp sữa mà, hộp sữa, cái hộp sữa mắc nhất của ổng á hả? Đúng rồi. Trời ơi, mắt gan quá. Giờ sao đây, coi có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Bu rồi. Bu mới làm ra cái trò chơi để chọc ổng, mọi người chơi không? Rồi ổng á, chọc thêm nè. Chọc thêm luôn. Cũng được. Rồi, cũ ổng qua, cũ ổng. Khỏi. Alo chú ơi, xuống đây chú ơi. Hả, sao? Tụi em có trò chơi này vui lắm á. Chơi gì vui vậy? Là bây giờ anh sẽ anh dạo này anh cũng hay bực bội hay muốn kiếm người đánh lắm không? Đúng rồi, anh muốn kiếm người đánh. Rồi ok, tụi em sẽ chơi trò này. Bây giờ là anh sẽ là người phòng thủ, tụi em sẽ là người quậy anh. Anh sẽ nhập vai ông hàng xóm. Ông hàng xóm hả? Gì ngon vậy? Rồi bây giờ là nhiệm vụ của anh là làm gì? Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cái nút ở trong căn nhà của anh. Cái nút trong căn nhà của anh hả? Đừng có để tụi em ấn vô cái nút đó. Vậy là trong nhà anh sẽ có một cái nút để anh có nhiệm vụ là phải bảo vệ cái nút đó bằng mọi cách đúng không? Đúng rồi. Vậy là bây giờ thì anh có... Ủa mấy đứa vậy anh dùng cái gì? Anh sẽ được trang bị những cái vũ khí tối tân lắm. Súng đạn từ lưa. Vũ khí tối tân à? Súng đạn luôn, thích rồi nha. Còn tụi em thì vậy không mấy được. Mấy đứa là gỗ, anh là được cầm súng đúng không? Tụi em là không được cầm súng nhưng mà tụi em sẽ cố gắng ứng được cái nút đó, ứng cho bằng được luôn. Vậy là một mình anh chấp bốn đúng không? Anh là ông hàng xóm đúng không? Tại vì anh cầm súng mà. Tất nhiên anh phải chấp bốn rồi. Ok, mình anh chấp 4 và tụi em sẽ có nhiệm vụ cho anh để bây giờ anh đi vô cái phần màu đỏ này đi. Anh đi vô cái phần màu đỏ còn tụi em đi vô phần màu xanh. Phần màu đỏ. Bên đây có bán súng kìa. Cái logo code này là gì vậy? Cái đó là nó sẽ giúp anh bảo vệ. Nó không bắn anh, nó bắn hết tất cả mọi người luôn. Ngon vậy. Ôi. Rồi bây giờ lấy vàng nhiều giống như này, giống như Money World vậy, lấy thật là nhiều vàng. Ok. Mà lấy từ từ thôi, đừng có lấy có OP quá, tội nghiệp. Đừng có lấy nhiều quá không, kiểu như Ok. Mỗi người có một đồ thôi được rồi. Ủa mấy cây súng này anh bắn nó có banh nhà không vậy? Không, cứ bắn thoải mái anh ơi. Bây giờ là... Coi cái nào đây? Chuyện mua nhiều súng quá làm chi vậy? Giờ tụi mình... Ê, có ai chuẩn bị cái khiên đi, Thôi. Okay, sao tôi không mua được cái... cái này cục vàng luôn trời. Tôi ấn quá trời luôn. Trời ơi. Thôi, tôi ra liền chứ tôi không có đợi được. Ra thôi. Từ từ thôi. Okay. Anh em ra lẹ đi, tôi quăng cái bình cái gì chưa? Quăng cái bình tốc độ nè. Ôi lộn đi lộn. Trời ơi, cái cục Enderpearl mắc à. Anh thấy cái nút rồi. Ok. Đó, chính cục. Khoan nhá, chừng nào game bắt đầu vậy? Bây giờ là bắt đầu liền luôn á. Ôi, bắt đầu liền Ủa? À? Anh đặt cây súng đâu, mất kêu cây súng rồi. Gì đặt cây súng, mất tiêu cây súng với ông nội. Ai biết anh đặt ra nè. Cái cây low cost như bị lỗi rồi. Em nhớ là đâu có lỗi đâu ta. Rồi, sao? Ok. Giờ mấy đứa bắt đầu rồi đúng không? Đúng rồi, tụi em đang đổ bộ qua nhà anh nè, anh cẩn thận nha, anh cầm súng anh sẽ cái gì vậy? Ê, đừng chạy qua đây. Trời, đột nhập vô nhà tao không mày, thằng nào. Anh mới thấy cái cây nó biết chạy đây. Cái gì đâu núp ở cái cây được á. Ông cầm súng kìa. Trời ơi, đù cái cây mà biết đi. Trời ơi, rồi xe gót đã bị bắn rồi các bạn ơi. Đó chết okay, rồi một thằng lên bảng rồi đó. Ôi, đứng chặt trước nhà luôn rồi. Rồi những ai chết chỉ có được quyền bay theo dõi thôi nha. Ok. Có còn quăng đồ hỗ trợ không? Nãy chết quên rớt đồ. Từ. Ôi. Nó cầm bình cứu thương kìa. Rồi, ủa phải. Rồi. Em chết ở đó, quăng ở đó. Trời ơi. Ok. Đứng trước nhà sao đi? Anh em. Anh em tìm cách tụi bay đừng cho nông hàng xóm đúng không? anh phát hiện rồi, phát hiện mục tiêu rồi.
Ông bắn. Ôi ôi. Hay là leo tường đi tụi bay. Đi mấy đứa. Leo tường hả? Đâu thằng nào leo tường đâu. Ừ đi mấy đứa trời. Leo con nào qua được khu này dơ bảo. Em không nói đâu. Em không biết gì hết. Bye, em vô nhà đây. Ê, anh thấy chân rồi không? Định qua đây à. Ê, có một thằng tấn công. Đu. Chạy lẹ. Vậy lẹ. Lẹn lách, lẹn lách. Rồi vô được rồi, bu vô được rồi. Bu sẽ dụ ổng. Vô rồi, mày chạy mày. Cú bu. Cú. Ơi, bu đâu rồi? Qua đây anh em, qua đây. Ông đang gì? Cú bu. Rồi, vô. Em xong ra là. No. Yeah, bạn sớm đã thua. Bạn đã thua. Rồi ok, tất cả ly đầu đi rồi mình chơi tiếp. Tất cả ly đầu đi. Ly đầu đi. Sao cái này không có súng càng vậy, toàn ba cái súng một viên không à. Ừ thì okay, em lại mới đi chơi lại giống mới đi. Ông bắt rồi chưa đây. Hả? Anh đi lộn bên rồi, anh là của em à. Bên hả? Rồi ok, tiếp nha. Để uống sữa vô, từ từ. Rồi. Ủa chửi gì mọi người vô hết rồi. Rồi lấy vàng. Mọi người nhớ lia đồ nha, chơi vậy mới công bằng. Thôi tôi ra thôi, tôi chốt đây mới còn lấy xuống bắn. Trời ơi, trời nó khó chịu quá. Ok. Đi ơi. Oh my god. Đây, đưa vàng đi. Các bạn phải đi từ từ thôi. Chết rồi. Chiên. Đúng đó đạn. Nó có ống chòm luôn kìa. Ờ bây giờ đủ mua cái gì? Ok. À con bò nó bị bắt chết rồi. Nó chơi khiên luôn kìa. Ôi. Anh ơi đừng bắn em. Đúp đi. Bắn ngay. Anh thấy được một đi. Cái chân lòi ra. Shit. Ôi, mày hả? Ôi. Ủa sao Gumball nó chết hai lần vậy? Ủa sao Gumball chết hai lần vậy? Ôi. Ok. Gì vậy? Lâu ơi. Lâu. Nó ai, ông ấy kìa, ông ấy, ông ấy kìa. Ông đâu? Ông chết. Trời. Bố thấy ông rồi. Trên đi với nắm chết rồi hả? Ông nắm với hả? Nè, tôi đứng sau lưng ông nè. Ok, thấy ông rồi. Có ai đang theo dõi hành trình của Bu không? Bu đang rất là dữ dội. Vậy đi. Ai qua đây theo dõi hành trình của Bu nè. Ôi. Oh my god. Ông qua ông hành trình mình ta rồi bảo ơn. Ê, đừng kìa bên đây. Ok. Gì ở trên đây? Còn ai nữa? Còn tôi nữa. Đổ bộ vô luôn không? Rồi ra đây mà đổ bộ nè. Đang bắt co việc ngoài luôn. Ôi, thằng kia bắt cua ở đâu? Ôi. No. Ôi hết rồi. Okay. Ủa nào đứng trên cây vậy? Anh ấy cái đau chuối của em. Trời ơi, cây á. Chết rồi. Trời ơi, chú bắn em còn có một giọt. Chú bắn em còn có một giọt. Thôi chơi lại, đây, súng này hư cống à. Ok, có cần em làm súng càng không? Không, để anh thử cây súng càng lại coi. Ủa mất cây đó luôn rồi. Thấy rồi các bạn ơi. Mất cây súng càng luôn rồi Bu ơi. Là sao? Anh cũng không biết luôn. Rồi để em qua em coi. Lại cây mới. Ôi trời. Ngộ vậy. À cái trụ hả? Ừ cái trụ á. Bây giờ anh cần lấy trụ không? Hay là chắc khỏi rồi phải không? Ừ khỏi. Ok. Ủa chửi gì anh mua đồ anh ra liền rồi á hả? Nhanh vậy. Ôi, hai thanh niên này đang lấy vàng lấy một cách rất là dữ dội luôn. Ủa đây là. Ủa mình có được quyền giết anh chuối không ta?
Không, sao giết được ông hàng xóm ba? Tại vì tụi em có bên tụi em có dao. ra đây là gần giết anh à, come on. Mà được, được mà phải không? Ý là lại gần. Cái gì chết rồi đó? Cái gì lại vậy? Nó mới vô nó chết rồi kìa. Ôi, cái gì mà nó bon ở chỗ này hoài, chán quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bắn gì vậy? Chú ơi. Ok, ok, ra liền thôi. Này cái tường, cái kính chú bắn vào đây chú. Cái kính chú. Ê, chú ơi, nhà mình rồi, trời. Gì ghê vậy? Gì chú qua hả? Ôi, để tẩu thét ở đằng sau. Ủa chú gì có cái khiên rồi hai thanh niên này. Ê chuối kìa. Để tôi quậy chuối. Chú ơi đằng sau anh nè chú ơi. Chú ơi đằng sau anh nè. Chú ơi. Bên phải. Tụi mày giống mày với tao hả? Tao rồi. Chấp chọc của mày sớm hả? Oh my god. Ok. Chuối không thấy mình. Các bạn ơi. Chuối không thấy. Trời ơi, nó đúp ngay cái kia luôn. Hư cấu. Ôi, kỳ này phải lia đồ thôi, chơi súng càng thôi. Ok. Rồi anh em lia đồ nha, lia đồ. Lia. Cái súng này là không được rồi, cái súng này là thu hoài luôn, bắn lần có viên à. Coi. Anh cài shotgun bắn lần viên nhưng mà chết đều luôn. À bắn tả. Rồi thanh niên này chưa gì vô lấy vàng rồi. Từ. Các bạn, đây là cái phiên bản mà mình chỉ đang thử nghiệm thôi, chưa có hoàn chỉnh đâu. Tụi mình cần phải chơi thử một clip để coi là cần chỉnh sửa cái gì. Đúng rồi. Ủa anh đang làm gì vậy? Anh đang lấy vài cây AK 47. Ông chín ra rồi. Ok, tụi mình lấy vàng lại anh em ơi. Rồi anh nghĩ là được rồi đó. Rồi ok. Ông có súng rồi đó. Tụi mình đừng có chít nha, để ông chít thôi. Ok. Không tin là chắc anh thua nữa đó. Rồi. Ok. Quan trọng là anh có chạy lẹ với lại mấy cái tốc độ. Chú đang làm một cái gì đó chứ không nên là thấy mình được các bạn ơi. Oh my god. Bảo không được các bạn. Anh đâu vào đâu vậy? Anh đừng quên em là cái skin gì nha anh. Em đã thay mặc áo khác rồi phải không? Oh my god. Chạy! Ôi trời, rổ to thế nhỉ. Oh my god. Ủa sao mình có speed 3 này? Speed 3 nữa nhỉ? Tôi quăng á, tôi quăng cái bình speed á. Rồi, cần phải chỉnh giá cả của tụi mình lại rồi. Ê, tôi thấy chuối rồi. Mình phải... Đâu chuối? Ủa nó nhảy trong nhà kìa chuối. Nào vô nhà đâu? Nào vô nhà, thằng nào dám vô nhà? Nhảy trong cửa sổ vô nhà. Ủa có luôn. Em núp rồi. Em sẽ không ăn núp rồi, yên tâm nha, em núp rồi. Em không ăn núp rồi. Dạ em núp rồi. Em phải kiểu phải chơi cái gì đó với anh mới được. Đúng rồi. Tụi mình phải chọc ông này sao? Tụi mình tụi mình phải chấp hàng sớm, tụi mình phải chấp hàng rồi. Nắm được cái bấm nút, bấm nút. Tàn hình cộng phong. Ủa gì nó có tàn hình rồi hả? Dữ vậy? Ủa tàn hình hả? Không, tôi với Jenny tàn hình bằng block rồi. Nhẫn thuật. Đúng, tàn hình bằng block là cái content gì vậy? Cái này là gì? Dễ nhìn quá à. Chết đi, chú xuống, chú vẫn không thấy. Chú vẫn không thấy mình. Nhìn nè. Không thấy mình. Chú lên lớp nhà chơi, chú lên lớp nhà bắt con gà chú. Chú không thấy mình đi ơi. Chú vẫn không thấy mình, chú vừa mới đi xuống chú không thấy mình. Chú đi ơi, núp đi. Cái gì vậy? Anh chú ơi, anh ra ngoài, anh xuống dưới anh coi nè chú. Ê chú ơi.
Rồi bu thua rồi, bu thua rồi. Chú ơi, xuống đất này chú ơi. Chú coi dưới đất có gì nè chú. Có gì? Xuống nhà, nhà dưới, xuống nhà dưới, xuống nhà dưới. Có mang nào xả đáy trong nhà anh á. Thôi, hồi nó tụi nó xả ghét à. Anh đâu? Cái gì vậy ba, tự nhiên mắng em. Á, à, trên đây bị giết chết rồi kìa. Ủa, bà ấy chưa chết hả? Thằng kia cái mod 1 kìa. Đâu, em chết rồi. Em chết rồi. Bu vô đây, chuối bắn bu. Nó lan lại tụi tôi. Ờ kệ đi, còn ai nữa, còn ai nữa. Cái nè. Thôi rồi, chơi màn mới đi. Màn mới được không? Phải bấm qua cái nút kia rồi reborn đi. Rồi rồi rồi. Nè, bây giờ những người chết game mod 1 nên tụi em có quyền đứng gần anh. Không không, ông uống cái nước tàn hình luôn ấy. Ok ok ok. Kia rồi. Rồi tất cả game mod S đi. Rồi vô nè. Anh qua bu. Em muốn sửa luôn rồi. Em mất đi. Bên qua đây anh chết anh vô này rồi. Rồi okay. Rồi vô. Rồi lẹ đi chuối. Lẹ đi tụi nó vô lấy vàng rồi kìa, anh còn chưa phòng thủ nữa. Tôi khỏi lấy vàng, tôi ra chợ luôn rồi, bye bye. Chơi không lấy vàng vui hơn, chơi không lấy vàng vui hơn. Tôi núp trong nhà chuối luôn rồi, tôi biết chỗ núp rồi, núp luôn, bye bye. Cái gỗ của tôi không có đẹp, cái gỗ của tôi là... Mày núp không ảo. Trời ơi, ổng bắn kìa. Bắn còn bắn sản luôn. Sản cái ông bao. Ao. Viên nữa. Oh my god. Biết đây là cây barret không? Nấm rồi, nấm. Rồi. Anh em tụi mình là thay ma, bắt đầu tấn công. Có lẽ mình phải đổi cái này cục đất mới đúng. Hòa lẫn màu xanh. Đúng luôn, trời ơi. Chưa bắn lộn. Rồi, bye bye. Người ta phải... Ôi, cây nấp vô cây kìa. Ra đây, cô ngồi vô. Thôi, nó chơi lướt luôn. Oh, man. No. Oh my god. God. Bu ơi, Bu đang làm gì đó Bu? Em muốn chạy chứ lại làm gì? Mày hả? Cái gì kìa? Ai trong nhà vậy? Em vô rồi. Sao anh thấy? Sao anh không thấy? Em nước nha, đâu thấy không? Ôi anh em tụi mình thấy, tụi mình đừng có tụi mình đừng có mua đồ nữa, để chú chích đồ ra thôi, tụi mình cứ vô rồi tụi mình chạy ra thôi. Vô làm ninja đi, vô nữa. Vô làm ninja luôn. Chúng ta vô làm diễn giả. Chúng ta là tại vì cái nấm á là cái gỗ mà sát bên anh á chuối nên là không thấy. Ôi chuối mắt chuối kém quá mày ơi. mày mắt. Ê chuối đừng. Nấm mà, đã nấm là màu không cổ này đúng không? Làm gì đi? Như chuối thấy tôi rồi. Đau chuối. Trời ơi. Tiên bị dính mình á, Bảo. Đi cái lợn nó lan á. Lan lan à. Ok. Ông cầm súng nhắm kìa. Ôi, đừng chuối. Đừng. Ơi, ông tới luôn rồi. Ông tới luôn rồi ba. Ông tới rồi. Chạy được kìa. Chạy lên đi ơi. Dumbo. Ôi, mày hả Zero? Ôi, rồi, để tìm tàng hình. Uống thuốc tàng hình vô nè. Ôi vãi cái tí. Ok. Vãi đàn. Ông ra đằng sau anh em, tấn công. Ông ơi chạy đi. I am Sun Challenge. Bố ơi, vô. Đứng cái góc luôn, kéo cái cửa.
Trời ơi. Ôi ok, bây giờ thay người đi. Bây giờ ai muốn làm ông hàng xóm? Ở tập này đó anh làm ông hàng xóm hết tập đi, qua tập sau thì đổi người khác. Ok ok. Rồi tụi em gọi ra đi, anh ra anh thủ chứ đây, tụi em qua liền. Ok một đúng, dán đó. Đúng. Khỏi mua đồ nha, tụi mình khỏi mua đồ chơi như vậy cho công bằng. Khoan, chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu là anh hết đạn rồi. Rồi ok. Từ đợi tí nha. Mấy đứa đừng bất khả xâm phạm nha. Ok, tụi em vẫn ở bên nhà tụi em mà. Ê, tụi lỡ chạy ra đây luôn rồi ba. Đi nha mày. Về đi. Kỳ quá à. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Vô. Từ ba, chèo lúc nào. Mày chèo mày. Ôi, ổng qua bển rồi. Trời ơi. Cái bộ đó. Một phát cái đầu này đi rung bong. Nó đi bụi luôn rồi. Trời ơi, ghê vậy. Đổ cái mồm đi. Á! Ôi, con chạy được, Tụi bay định nấp hình gối cây mà tụi bay. Chết té chết. Bảo cười. Mày ở đó. Tao em coi bay đây. Bay làm giờ đi mày. Ôi ôi, đúng phải luôn á. À. Hai không có gì nấp được á. Ủa còn tôi với trên này ấy hả? Ờ. Cái này phải kỹ lắm nè. Mấy cái lóc này ảo diệu vậy. Bảo qua đây coi nè, Bảo coi tao nè. Ờ, đây coi trên đi coi. À, à. Trên đi. À. Bò hả cung? Bò này thì bò. Con bò hả? Trên đây. Còn con bò nữa, còn một con bò cuối cùng. Cạn nó luôn đi, nó còn con bò mà. Em chết rồi, đừng bắn em chết rồi, Đừng, em chết rồi, em chết rồi chuối. Em chết rồi, đây là em, đứng mà anh, ok. Ôi, ai bị rối. Mình bay đi, bay hết đi, để đừng làm cho rối. Ok. Ok, chuối đã thắng rồi các bạn ơi. Đi định già chủ ở trên đi. Ok. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái Minecraft phiên bản cho nông hàng xóm của tụi mình. Nếu các bạn thích hãy để lại like thiệt nhiều là nhiều. Hy vọng là cái tập này được hơn 5.000 lượt like. Và tụi mình sẽ làm tiếp những tập Minecraft cho nông hàng xóm tiếp theo cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe ủng hộ cho Jenny, Buron, Zeroth và Rumbon các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See you and have fun. Bye bye. Bye bye. Bye.